Chào mọi người, hôm nay chúng ta lại quay trở lại với game Người thuần hóa khủng long. Trước thì mình đã bắt được một con Ankylosaurus đây, giống như thế này, và một con Stegosaurus. Rồi mình vào chuồng cho mọi người xem nhé. Cái gì đây, mở rộng đất à? Chiếm hả đây à? Chỗ khủng long của mình đâu à? Đây à? Không phải vào vào phòng luôn à? Ủa, con gì đây? To này. Đây con Spinosaurus mọi người ạ. Ui. Cắn lên một cái là chết luôn. To quá. Có khủng long to thế. Siêu bự. Giờ ta sẽ đi vào rừng bắt những con khủng long mới. Rồi, come on.
tame Stegosaurus, tuần hóa Stegosaurus. Spinosaurus quá khỏe, con này phải nạp tiền, nạp tiền mua được. System mình đâu xem cái thằng cái gì nhỉ, phòng nghiên cứu xem chế tạo như gì, chế tạo cái thuốc thuần hóa kiểu gì đây, đây Stegosaurus từ trước rồi, giờ vẫn bắt mình làm nhiệm vụ đó tiếp.
quá mọi người ạ. Mình nhìn thấy nó ra cắn hai cái chết rồi. Quá hung dữ. Này cứ như kiểu con biến dị vậy. Làm nó cái yên, sẽ làm nó cái yên để mình chơi cưỡi được nó. À, nó vậy. Một thuốc. Ui. Con này muốn bắt phải có mồi đỏ, mình chỉ có mồi vàng thôi. Trời ơi. Xem cách chế tạo mồi đỏ nào. Con kiểu như con boss ấy mọi người ạ. Bắt phải có mồi đỏ. Không có mồi đỏ, chỉ có mồi vàng thì chỉ bắt được con thấp hơn rồi. Giờ mình sẽ lại đi bắt con thấp hơn. Thank you.
rừng này nguy hiểm quá. Đây đây rồi. Nuôi Stegosaurus thì level 5. Thế nhỉ? Để đi kiếm thịt cho ăn. Trời ơi. Kiếm thịt thì cứ khủng long đi. Nắm này. Let's go.
hiện ra mình rồi. Chết. Trời ơi. Con này bị con này nó hạ gục nhiều quá. Rồi, buổi sau mình sẽ tiếp tục chế tạo đồ đi. Subscribe to see more videos from my channel.